Chào tất cả mọi người nhé. Đây là một món bọ ke nhồi thịt đặc sản Tây Bắc. Tí này băm to đấy. Thả vào anh. Đây nhá, cái này bắt đầu nhồi thịt vào này. Kẹp nước. Cái này không lật nhanh cháy. Bếp thì còn chung nhiều. Chị ơi, ngồi bên này đi xem bếp em đi. Này YouTuber.